Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị đang đến với bản tin tổng hợp thời sự 20 giờ tuần đầu tiên năm 2023 của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online. Hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 17 tháng 12 năm Nhâm Dần. Bản tin tuần này sẽ có những nội dung nổi bật sau đây. Ban Tôn giáo thăm chúc Tết Hòa Thượng Chủ tịch và Chư Tôn giáo phẩm Hội đồng trị sự. Chư Tôn Đức các ban ngành trung ương và ban trị sự các tỉnh chúc Tết Hòa Thượng Chủ tịch. Thành phố Hồ Chí Minh trang nghiêm lễ tưởng niệm lần thứ 50 cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Thành phố Hồ Chí Minh lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật giáo các tỉnh thành tổ chức các hoạt động từ thiện an sinh xã hội đến bà con có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Quý Mão. Sau đây kính mời Chư Tôn Đức và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm mới 2023 và trước thềm Tết Nguyên Đán Quý Mão, chiều ngày 4 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 13 tháng Chạp năm Nhâm Dần, Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn đã đến chùa Minh Đạo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vấn an và chúc Tết Đức Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thay mặt Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ, bà Trần Thị Minh Nga trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc Tết đến Đức Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng trị sự, năm mới thân tâm thường an lạc, công tác Phật sự năm mới được viên thành, tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày một phát triển hưng thịnh. Dịp này, bà Trần Thị Minh Nga cũng chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao từ Đức Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng trị sự. Đại hội đảng được tổ chức thành công tốt đẹp và được lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ đánh giá cao. Đáp lời, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân trân trọng và ghi nhận sự giúp đỡ của Ban Tôn giáo Chính phủ qua các hoạt động Phật sự trong năm qua, đặc biệt là công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh thành và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9. Dịp này, Đức Hòa Thượng Chủ tịch cũng điểm qua một số hoạt động Phật sự trọng tâm trong năm tới của giáo hội. Nhân dịp chào đón Xuân mới Quý Mão 2023, thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đức Hòa Thượng Chủ tịch kính chúc toàn thể thành viên Ban Tôn giáo Chính phủ một năm mới với đầy đủ sức khỏe, đầy đủ thắng duyên để hoàn thành tốt các công tác tôn giáo sắp tới. Chiều cùng ngày, Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã đến Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh thăm chúc Tết Chư Tôn Đức lãnh đạo, Hội đồng trị sự. Thay mặt đoàn, bà Trần Thị Minh Nga đã trân trọng gửi lời thăm hỏi chúc Tết đến Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội năm mới Quý Mão 2023, kiết tường an lạc, công tác Phật sự luôn được hanh thông viên thành. Đáp lại thân tình của đoàn, đại lao cho Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương, Hòa Thượng Thích Thiện Thống gửi lời chúc mừng năm mới đến Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ cùng gia đình, sức khỏe, bình an, hạnh phúc an lạc, hoàn thành tốt các công tác được giao. Cũng trong sáng ngày 4 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 13 tháng 12 năm Nhâm Dần, đoàn công tác của Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố dẫn đầu đã đến thăm chúc Tết tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đón tiếp phái đoàn Ban Tôn giáo thành phố có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Chư Tôn Đức giáo phẩm Văn phòng 2. Tại Văn phòng 2, Trưởng ban Tôn giáo thành phố ông Nguyễn Duy Tân gửi lời hỏi thăm sức khỏe Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự và chúc sức khỏe Chư Tôn Đức giáo phẩm Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội năm mới thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, chúng sinh dị độ và gửi lời chúc tới tăng ni Phật tử trong cả nước một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Lãnh đạo Ban Tôn giáo thành phố cũng chúc mừng các Chư Tôn Đức Hội đồng trị sự đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ chính 2022-2027 và triển khai hiệu quả các hoạt động Phật sự khác ngày một tăng tiến theo đúng phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thay mặt Chư Tôn Đức Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Hòa Thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đáp từ, trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Ban Tôn giáo thành phố đã đến thăm chúc Tết tặng quà năm mới đến Chư Tôn Đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả tích cực trong công tác Phật sự năm 2023, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, hòa bình, an lạc.
Dịp này, Hòa thượng Thích Thiện Pháp tặng quà xuân và gửi lời kính chúc lãnh đạo Ban Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh cùng cán bộ công nhân viên hưởng một Tết cổ truyền nhiều an lạc, năm mới đạt thành công trong công tác. Sáng ngày 6 tháng 1 nhằm ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần, theo truyền thống hàng năm, chư tôn đức các ban ngành trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh đã đến chùa Minh Đạo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh thăm chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đoàn ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long do Hòa thượng Thích Lệ Lạc, trưởng ban trị sự làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức đại diện ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Đoàn ban trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang do Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự làm trưởng đoàn, tháp tùng đoàn còn có Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên thư ký Hội đồng trị sự, Phó ban thường trực ban trị sự cùng chư tôn đức đại diện ban trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang. Hội sư sãi đoàn kết yêu nước tỉnh Kiên Giang và chùa Kanda Ranchi, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn ban thông tin truyền thông trung ương do Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên thư ký Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực ban thông tin truyền thông làm trưởng đoàn. Tiếp đó là các đoàn Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương do Thượng tọa Thích Phước Đạt, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó Ban thường trực Ban Giáo dục Phật giáo, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên thư ký Hội đồng trị sự, Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban Hoằng pháp, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó Ban thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử đại diện cùng đồng trở về chúc Tết Hòa thượng Chủ tịch. Tại đây, đại diện đoàn ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành, các ban ngành trung ương, tác bạch khánh tuế chúc mừng năm mới đến Đức Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự. Bằng tất cả tấm lòng thành, chư Tăng Ni thành tâm cầu nguyện, muôn lòng như một, luôn mong mỏi Hòa Thượng thân tâm thường lạc để tiếp tục lãnh đạo cho ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau khi tác bạch khánh tuế, chư tôn đức ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành và các ban ngành trung ương đã được lắng nghe Hòa thượng Chủ tịch ban lời chỉ đạo, sách tấn và định hướng cho công tác Phật sự trong năm 2023 của ban trị sự và các ban ngành trung ương. Trước thềm xuân mới Quý Mão 2023, Đức Hòa thượng Chủ tịch kính chúc toàn thể chư tôn đức ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành, các ban ngành trung ương thân tâm thường lạc, đầy đủ mọi thắng duyên để tiếp tục thừa hành các Phật sự đã đề ra, góp phần phát triển ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày một hưng thịnh. Thưa quý vị, cũng trong tuần qua, chư tôn đức ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành như Bình Dương, Ninh Bình, Đồng Tháp, Hậu Giang cũng đã đến đảnh lễ mừng khánh tuế chúc xuân Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Đức Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày 14 tháng 12 năm Nhâm Dần, tại tổ đường Việt Nam Quốc Tự, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 50 ngày viên tịch cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Viện trưởng Viện Hóa đạo Nam Việt, trụ trì đầu tiên tại Việt Nam Quốc Tự. Trước đó, tại Chánh điện Việt Nam Quốc Tự cũng đã diễn ra khóa lễ Bố Tát Thính giới định kỳ của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Chứng minh và tham dự buổi lễ có Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Diên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, cùng chư tôn đức Trưởng lão Hòa thượng, Ban thường trực Hội đồng Chứng minh, thành viên Hội đồng Chứng minh. Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Trưởng ban Tăng sự Trung ương, cùng chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Ban thường trực Hội đồng trị sự, chư tôn đức Ban trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn đức Tăng ni Ban trị sự Phật giáo 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Tại tổ đường nơi an trí di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng trị sự đã thành kính dâng hương và đảnh lễ giác linh Trưởng lão Hòa thượng, Viện trưởng Viện Hóa đạo, bậc cao tăng Thạc Đức giới hạnh tinh nghiêm. Hành trạng của Ngài gắn liền với sứ mệnh hoằng dương chánh pháp lợi lạc chúng sanh, là vị thầy dạy đạo giác ngộ cho hàng tăng ni Phật tử, để lại tấm gương sáng ngời cho hàng hậu thế, muôn đời, noi theo. Sau đó, đại chúng cùng tụng thời Bát Nhã Tâm Kinh, cầu nguyện giác linh Trưởng lão Hòa thượng được cao đăng thượng phẩm quả chứng vô sanh, tái hiện ta bà, nhiếp tăng độ chúng. Đồng thời, buổi lễ cũng tri ân công đức cao dày của các bậc tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ đã viên tịch. Các ngài đã nhọc công vì sự nghiệp chấn hương Phật giáo, xây dựng nền móng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của Phật giáo Việt Nam, vì tương lai giáo hội và đạo pháp dân tộc. Hòa thượng Thích Thiện Hoa,
sinh năm 1918 tại huyện Cầu Kè, Trà Vinh, hiệu Hoàng Tuyên, pháp danh Thiện Hoa, Quý, Hồng Nở. Từng đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo, Hòa Thượng đã vận động tăng ni Phật tử chống lại sự kỳ thị đàn áp của chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm. Năm 1964, do Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra đời, Hòa Thượng nhận chức đệ nhất Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, trụ trì Việt Nam Quốc tự. Năm 1966, Hòa Thượng đảm nhận chức Viện trưởng Viện Hóa Đạo do Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Công trình biên soạn dịch thuật luận giải của cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa từ năm 1953 đến năm 1965 để lại gồm Kinh Lăng Nghiêm, Viên Giác, Kim Cang, Phật học phổ thông 12 quyển, còn gọi là Cây Thang Giáo Lý, Bản đồ Tu Phật 10 quyển, Bài học Ngàn Gian 8 quyển, Duy Thức Học 6 quyển, 50 năm chấn hưng Phật giáo, giáo lý, gia đình Phật tử. Hòa Thượng Thích Thiện Hoa viên tịch ngày 23 tháng 1 năm 1973, nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Nhâm Tý, trụ thế 55 năm, hạ lạc 26 năm. Trước đó, cũng tại Việt Nam Quốc tự, Đức Pháp Chủ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng cùng Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức dự lễ Bố Tát định kỳ hàng tháng do Ban Trị sự Phật giáo thành phố tổ chức. Lễ Bố Tát diễn ra với những nghi thức thiền môn truyền thống của Phật giáo. Qua đó, Hòa Thượng Tuyên Luật Sư cũng nhắc lại các giới luật của hàng tỳ kheo cần phải nghiêm mật giữ gìn vì giới luật là mạng mạch Phật Pháp. Sáng ngày 2 tháng 1 năm 2023, tại Văn phòng 2 Trung ương, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ công bố trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Căn cứ nghị quyết kỳ 1 khóa 9, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã công bố quyết định bổ nhiệm các nhân sự làm việc tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Theo đó, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, đảm nhiệm chánh Văn phòng 2 Trung ương, nhiệm kỳ 2022-2027. Chư Tôn Đức Phó Văn phòng, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Ni sư Thích Nữ Hòa Liên, Chư Tôn Đức cán bộ văn phòng, Thượng tọa Thích Phước Triều, Thượng tọa Thích Tâm Tiến, Đại đức Thích Minh Ân, Đại đức Châu Hoài Thái, Thượng tọa Thích Thiện Thật, Thượng tọa Thích Vạn Thiện, Đại đức Thích Chí Thiện, Đại đức Thích Tuệ Tánh, Đại đức Thích Minh Hội cùng quý cư sĩ nhân viên văn phòng. Tại buổi lễ, Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã trao quyết định đến Thượng tọa Tân Chánh Văn phòng 2, Chư Tôn Đức Phó Văn phòng và cán bộ nhân viên. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Phước Nguyên chính thức tiếp nhận quản lý con dấu của Giáo hội từ Hòa Thượng Thích Huệ Thông, nguyên Chánh Văn phòng 2 Trung ương. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tọa Thích Phước Nguyên bày tỏ tri ân Hòa Thượng Chủ tịch, Chư Tôn Đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã tin tưởng đề cử và giao trách nhiệm điều phối công việc văn phòng 2. Trong thời gian tới, Thượng tọa hy vọng quý Hòa Thượng, Thượng tọa Nguyên Chánh Phó Văn phòng 2 Trung ương tiếp tục cố vấn, hỗ trợ cho hàng hậu bối trong công tác quản lý điều hành công việc tại văn phòng. Thượng tọa cũng phát nguyện sẽ cố gắng phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và hòa hợp trong tập thể để hoàn thành tốt các công việc mà giáo hội giao phó. Ban đầu từ, Hòa Thượng Chủ tịch nhắc lại công đức của 6 vị Tôn Đức Chánh Văn phòng tiền nhiệm khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập năm 1981 đến nay. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng Chư Tôn Đức luôn hoàn thành tốt các phật sự của giáo hội. Hòa Thượng cho biết, sau Văn phòng 1 tại Hà Nội, Văn phòng 2 là trụ sở của giáo hội đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng quản lý điều phối công tác hành chánh Phật giáo khu vực phía Nam, từ Quảng Trị đến Cà Mau. Thượng tọa Thích Phước Nguyên là đời thứ 7 đảm nhiệm chức chánh Văn phòng 2. Vì tính chất công việc hiện nay mà đội ngũ nhân sự Văn phòng 2 nhiệm kỳ 2022-2027 có số lượng nhiều hơn so với các nhiệm kỳ trước. Theo Hòa Thượng, đây là một đội ngũ trẻ có năng lực, có trình độ chuyên môn cao, nên Ngài có kỳ vọng lớn đối với đội ngũ nhân sự này sau hoàn thành tốt các phật sự của giáo hội, đặc biệt là áp dụng công nghệ vào công tác quản lý hành chánh. Nhân đây, Hòa Thượng cũng có lời nhắc nhở Chư Tôn Đức làm việc tại Văn phòng 2, bộ mặt đại diện cho Trung ương Giáo hội tại phía Nam, cần có sự đoàn kết hòa hợp giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, đặc biệt trong công tác tiếp đón tăng ni tại các tỉnh thành đến Văn phòng 2 làm việc. Chư Tôn Đức cần phải có sự ân cần, niềm nở, hỗ trợ nhiệt tình để công việc Phật sự chung được hanh thông, từ đó tạo ấn tượng tốt trong lòng tăng ni đối với Trung ương Giáo hội. Tiếp tục là những tin tức từ thiện an sinh xã hội hỗ trợ người dân vui xuân đón Tết Nguyên đán.
Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 4 tháng 1 năm 2023, chương trình từ thiện Tết Yêu Thương Xuân Quý Mão 2023 do Ban Từ Thiện Xã hội Phật Giáo TP.HCM thực hiện đã trao tặng hàng ngàn phần quà đến đồng bào khó khăn tại các tỉnh vùng cao Tây Bắc. Đây là chương trình từ thiện ý nghĩa được thực hiện xuyên suốt 15 năm qua, mang tinh thần từ bi, ấm áp của nhà Phật đến với bà con khó khăn trong những ngày giáp Tết. Đoàn do Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, cùng các thành viên Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Thành phố, các Phật tử, Mạnh thường quân. Ngày 4 tháng 1, ngày đầu của hành trình, đoàn đã đến tặng 1.000 phần quà cho bà con tại huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai và huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm, gạo, mì gói, chăn và tiền mặt. Tiếp đó, 800 phần quà trong chương trình Tết Yêu Thương Quý Mão 2023 tiếp tục được trao tận tay đến người dân hai tỉnh Điện Biên và Sơn La vào ngày 5 tháng 1. Ngày 6 tháng 1, chương trình tiếp tục lan tỏa đến Hòa Bình và Hưng Yên, mang lại hơi ấm cho bà con khó khăn hai tỉnh nơi đây khi Tết đang cận kề, với 500 phần quà tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, 400 phần quà đến người dân tại xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Được biết, kinh phí cho chuyến trao quà do Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh cùng bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động các tập đoàn, công ty, ngân hàng, các nhà hảo tâm tài trợ để trao tận tay những phần quà đầy ý nghĩa đến bà con. Thực hiện cái tinh thần từ bi, bác ái của đạo Phật cũng như cái tinh thần tương thân tương ái, cái truyền thống của dân tộc Việt Nam, thì Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chỉ đạo tới Ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành. Chúng tôi luôn luôn đi những cái chương trình để hỗ trợ bà con dịp cuối năm để bà con có một cái Tết đầm ấm, an vui và hạnh phúc trong những ngày dịp Tết đến xuân về. Thì đó là một cái tinh thần tương thân tương ái của Phật giáo. Nhằm sẻ chia trên tinh thần từ bi của đạo Phật, thể hiện nghĩa đồng bào theo nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Những món quà yêu thương, tinh thần san sẻ đến bà con hai tỉnh vùng cao với mong muốn bà con trên khắp mọi miền cũng có được một mùa Tết ấm no, an lành, hạnh phúc. Chiều ngày 31 tháng 12 năm 2022, đoàn từ thiện chùa Hưng Phước, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao hơn 100 phần quà Tết yêu thương đến các em học sinh tại lớp học tình thương chùa Liên Hoa, quận 8. Đoàn từ thiện do Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó trụ trì chùa Hưng Phước làm trưởng đoàn cùng y bác sĩ phòng khám đa khoa Trọng Nghĩa, quận 5. Đón tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Liên Hoa cùng các thầy cô giáo lớp học tình thương. Tại buổi trao quà, Thượng tọa Thích Minh Trí cho biết, hàng năm Tết đến xuân về, trên tinh thần từ bi của đạo Phật, chùa Hưng Phước phối hợp cùng với y bác sĩ phòng khám đa khoa Trọng Nghĩa đi thăm và trao tặng quà nhằm lan tỏa yêu thương. Thượng tọa cũng động viên các em học sinh thật tốt, dù nhiều khó khăn vất vả, nhưng các em phải biết cố gắng chăm ngoan để trở thành những người có ích cho xã hội, tương lai của đất nước. Đại diện cho lớp học tình thương chùa Liên Hoa, Thượng tọa Thích Thiện Quý giới thiệu tóm tắt về việc giảng dạy và sinh hoạt của các em lớp học tình thương. Qua đây, Thượng tọa cũng gửi lời tri ân đến đoàn, các nhà hảo tâm mang những phần quà Tết yêu thương đến các em tại lớp học tình thương, góp một phần không nhỏ cho việc an sinh xã hội của đất nước. Tại đây, đoàn đã trao hơn 100 phần quà đến các em học sinh. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm, gạo, mì gói, nước tương, dầu ăn, hạt nêm và tiền mặt trị giá khoảng 60 triệu đồng. Được biết, các em học tại lớp học tình thương chùa Liên Hoa thuộc diện những gia đình khó khăn. Cha mẹ là những người đi làm thuê, bán vé số, xe ôm, buôn gánh bán bưng, không có điều kiện cho con cái đi học. Chùa Liên Hoa đã mở lớp học tình thương cho các em và tài trợ tất cả từ quần áo, đồng phục tới sách vở, tập viết, dạy dỗ cho các em học văn hóa và học đạo sống làm người. Sáng ngày 2 tháng 1, 2023, nhằm 11 tháng 12 năm Nhâm Dần, tại chùa Phước Lâm, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang kết hợp cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức trao 170 phần quà cho người khiếm thị. Tại đây, Thượng tọa Thích Trung Chánh, Phó trưởng Ban trị sự, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành, trụ trì chùa Phước Lâm chia sẻ: với tinh thần từ bi của người con Phật, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, chung tay với các cấp lãnh đạo chính quyền chăm lo đời sống tinh thần và hỗ trợ các phần quà giúp bà con khiếm thị chuẩn bị đón xuân Quý Mão 2023.
Thượng tọa cũng đặc biệt cảm niệm ân đức đến Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, đã phát tâm hỷ cúng dường toàn bộ tịnh tài và tổng kinh phí cho chuyến thiện nguyện này. Kính chúc Hòa thượng Thích Huệ Minh thân tâm thường an lạc. Đại diện người khiếm thị được nhận quà lần này bày tỏ niềm xúc động ghi nhận những tấm lòng vàng từ chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang và chính quyền các cấp luôn quan tâm hỗ trợ tặng quà để bà con có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người khiếm thị như chúng tôi được vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tổng giá trị của chuyến thiện nguyện lần này hơn 51 triệu đồng. Thưa quý vị, thực hiện theo sự chỉ đạo của Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, sáng ngày 4 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày 13 tháng 12 năm Nhâm Dần, Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đến xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc và xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để trao tặng quà Tết đến cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Đến tham dự buổi trao quà, Đại đức Thích Trí Huệ, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng ban Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế, trụ trì chùa Pháp Tạng, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đại đức Thích Tuệ Giải, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Tại buổi trao quà, Đại đức Thích Trí Huệ chia sẻ: với phương châm không một ai bị bỏ lại phía sau, thấu hiểu những khó khăn thiếu thốn của bà con trong xuân Quý Mão và với tấm lòng từ bi của người con Phật, Đại đức đã kết hợp với Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang cùng vận động kêu gọi sự đóng góp của quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tổ chức chuyến từ thiện tặng quà Tết cho bà con. Mong rằng trong dịp Tết đến xuân về, bà con cùng người thân trong gia đình được vui tươi an lạc, cố gắng phấn đấu làm ăn phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương tươi đẹp hơn. Tại đây, đoàn đã trao 300 phần quà Tết đến với bà con tại hai xã Vĩnh Hòa Hưng Nam và xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, gồm 10 ký gạo, 1 thùng mì, nhu yếu phẩm tịnh tài, mỗi phần trị giá 400.000 đồng. Tổng giá trị chuyến từ thiện lần này là 120 triệu đồng. Sáng ngày 2 tháng 1 năm 2023, Thượng tọa Thích Tâm Khiết, Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, trụ trì chùa Phật Tâm đã kết hợp cùng với chính quyền địa phương và nhà tài trợ, tổ chức phát 200 phần quà xuân cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Tham dự lễ phát quà còn có Đại đức Thích Thiện Đạo, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Đại diện chính quyền có ông Trần Văn Học, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Hảo, cùng các cấp chính quyền địa phương sở tại và đại diện nhà tài trợ, gia đình Phật tử Nguyễn Thanh Tuấn đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi tặng quà, Thượng tọa Thích Tâm Khiết cho biết, địa bàn xã Phước Hảo đa phần bà con là đồng bào dân tộc Khmer, đời sống còn nhiều khó khăn. Thực hiện theo thông bạch của Trung ương Giáo hội, sự chỉ đạo của Ban trị sự Phật giáo tỉnh, chùa Phật Tâm đã vận động sự chung tay của quý mạnh thường quân gần xa hỗ trợ cho bà con nhằm giúp mọi người có thể đón một mùa xuân đầy đủ, ấm cúng hơn. Thay mặt cho người dân nơi đây, chính quyền địa phương đã gửi lời cảm ơn đến đoàn thiện nguyện. Trong thời gian qua, đã được sự chung tay hỗ trợ của Phật giáo cùng quý mạnh thường quân, đời sống của bà con đang từng ngày ổn định. Mong rằng thời gian tới, bà con sẽ cố gắng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống để chung tay xây dựng quê hương xã nhà ngày càng phát triển. Tại đây, đoàn đã trao 200 phần quà xuân đến tận tay bà con. Mỗi phần quà gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm và tiền mặt. Trị giá mỗi phần là 500.000 đồng do Thượng tọa Thích Tâm Khiết vận động, gia đình Phật tử Nguyễn Thanh Tuấn trợ duyên, nhằm giúp bà con có thể đón một mùa xuân đầy đủ ấm cúng hơn khi xuân Quý Mão đang đến gần. Cuối bản tin là phần điểm tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.
Thưa quý vị, bản tin tổng hợp thời sự cuối tuần hôm nay của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị nhiều sức khỏe, an lạc, cát tường như ý. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kỳ sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.